Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, gần một năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, ngày 6 tháng 4 năm 1976, theo quyết định số 81/QĐ-76 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung đoàn Công binh 25, đơn vị tiền thân của Lữ đoàn Công binh 25 ngày nay, được thành lập từ các tiểu đoàn tiền thân công binh chủ lực của miền Đông Nam Bộ để bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho một giai đoạn cách mạng mới. Trải qua 43 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã khắc phục khó khăn gian khổ, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của một người chiến sĩ công binh, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhân kỷ niệm 43 năm ngày thành lập, 6 tháng 4 năm 1976, 6 tháng 4 năm 2019, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán giả và các đồng chí đôi nét về đơn vị anh hùng này. Ngay sau khi được thành lập, trong điều kiện đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 7 đã tích cực khắc phục khó khăn, vừa củng cố ổn định tổ chức biên chế, vừa huấn luyện xây dựng đơn vị tăng gia sản xuất tự túc, đồng thời làm nhiệm vụ khắc phục bom mìn do chiến tranh để lại, góp phần khôi phục các cơ sở kinh tế, giải phóng đất đai, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất. Đất nước hưởng thanh bình chưa được bao lâu thì chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Lữ đoàn vừa làm nhiệm vụ bảo đảm chiến đấu, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, đánh lui nhiều cuộc tiến công của địch, góp phần cùng quân và dân bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế, Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm, Lữ đoàn dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của mặt trận 479, được nhà nước Campuchia tặng thưởng quân chương Angkor. Sau 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế, Lữ đoàn rút quân về nước. Trong những năm qua, nhiệm vụ chủ yếu của Lữ đoàn là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng công trình quốc phòng, tham gia làm nhiệm vụ ứng cứu lũ lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất của quân khu giao. Với phương châm phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiều năm qua, Lữ đoàn đã lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trên các mặt công tác. Là đơn vị binh chủng luôn đi trước về sau, nhiệm vụ dù trong chiến tranh hay thời bình cũng rất nặng nề gian khổ, thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi yếu tố bí mật cao. 43 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự yêu thương chở che đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đã không ngừng phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, kiên cường, bền bỉ, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nên truyền thống, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Quán triệt thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản thiết thực vững chắc nên công tác huấn luyện trong những năm qua luôn được cấp trên đánh giá cao, nhiều năm liền đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Trong đó đặc biệt đối với nhiệm vụ huấn luyện cho chiến sĩ mới cũng như huấn luyện chuyên ngành, hàng năm đơn vị đều cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc, đảm bảo yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Trong quá trình tổ chức huấn luyện hàng năm, đơn vị luôn có những bước chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo an toàn và đạt được kết quả cao nhất. Hiện nay thì Đảng ủy chỉ huy chúng tôi xác định cần tập trung thực hiện tốt một số cái nội dung như sau. Trước hết, phải làm tốt công tác giáo dục để mọi cán bộ chiến sĩ hiểu sâu sắc về truyền thống của Lữ đoàn, hiểu sâu sắc nhiệm vụ của quân đội, của quân khu và của đơn vị. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ chiến sĩ xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Một cái vấn đề trọng tâm hiện nay Đảng ủy chúng tôi xác định đó là cần phải tập trung tốt cho công tác xây dựng Đảng. Phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. Phát huy trí tuệ tập thể, tính sáng tạo của mọi cán bộ đảng viên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở Lữ đoàn và từng cơ quan đơn vị. Một vấn đề nữa chúng tôi tập trung vào đó là phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Lữ đoàn trong tình hình hiện nay. Đội ngũ cán bộ phải thực sự nêu gương cả trong lời nói và trong việc làm. Nêu gương trong công việc hàng ngày
cũng như trong cuộc sống. Cán bộ phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở nguyên tắc điều lệ đảng, quy định của quân đội, quân khu và đơn vị. Vấn đề thứ tư là cần phải quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Chăm lo xây dựng hậu phương, gia đình, cán bộ, chiến sĩ để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, lữ đoàn còn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất quân khu giao như tham gia dò tìm vật liệu nổ, giải phóng trên hàng trăm ngàn hecta đất đai, xử lý an toàn trên hàng trăm tấn bom mìn các loại, tham gia ứng cứu lụt bão trên địa bàn các tỉnh thuộc quân khu 7. Trong công tác xây dựng đảng, có 100% chi bộ, đại đội, đủ quân có cấp ủy, tỷ lệ lãnh đạo tăng đều hàng năm. Nhiều năm liền, đảng bộ lữ đoàn được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cũng đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Công tác hậu cần, kỹ thuật nhiều năm là đơn vị dẫn đầu ngành của quân khu 7. Với những thành tích đạt được trong 43 năm qua, lữ đoàn đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm gần đây, lữ đoàn liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Năm 2016, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn vinh dự đón nhận thêm phần thưởng cao quý, huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Liên tục nhiều năm gần đây, mà đặc biệt trong năm 2018, lữ đoàn đã góp thêm vào bảng thành tích chung của đơn vị nhiều thành tích giá trị, nhiều phần thưởng xứng đáng khác tại hội thi hội thao cấp quân khu và toàn quân, luôn giữ vững danh hiệu một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của quân khu 7. Tự hào với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được trong 43 năm qua, tập thể lãnh đạo chỉ huy các cấp cũng như mọi cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn công binh 25 hôm nay đã và đang không ngừng phấn đấu phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, ra sức xây dựng lữ đoàn ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện. Tôi rất vinh dự và tự hào được về học tập và công tác tại lữ đoàn công binh 25 anh hùng. Từ những ngày về đây, được ôn lại những truyền thống của các cha anh đi trước, tôi mới cảm thấy rằng lính công binh núi biển ngược xuôi, mặt bùn lầy sóng gió ta vẫn mỉm cười, nụ cười vỡ oà trong niềm hạnh phúc, đất nước bình yên, biển đảo vẹn toàn. Và để có bề dày truyền thống đó, thì các thế hệ cha anh đi trước đã phải hy sinh bằng xương máu, mồ hôi và công sức của mình. Và chúng tôi, những cán bộ thế hệ trẻ ngày hôm nay phải làm gì? Đó chính là chúng tôi phải tăng cường học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật. Và đặc biệt hơn, trên cương vị là một chính trị viên đại đội, thì tôi phải không ngừng nâng cao việc giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về truyền thống của đơn vị. Và khi đã nhận thức rõ về truyền thống của đơn vị thì cán bộ chiến sĩ mới thể hiện bằng hành động cụ thể. Đó chính là bằng việc làm, bằng việc thực hiện các chế độ, chấp hành nghiêm kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng lữ đoàn một ngày thành công hơn, đạt được nhiều thành tích hơn, tô dày thêm bề dày truyền thống của đơn vị. Là một người chiến sĩ công binh, thấm nhuần được truyền thống của lữ đoàn công binh anh hùng, trên cương vị chức trách nhiệm vụ được giao, tôi sẽ luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức và rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật và sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi bước đi, mỗi chiến công của lữ đoàn 43 năm qua đều gắn liền với những chặng đường lịch sử dễ dàng của lực lượng vũ trang quân khu 7, góp phần làm rạng rỡ danh hiệu Thành đồng Tổ quốc mà Bác Hồ đã trao tặng. Đây sẽ là điểm tựa, niềm tin, là hành trang để các thế hệ cán bộ chiến sĩ lữ đoàn vững vàng bước tiếp, xây dựng lữ đoàn ngày càng trưởng thành vững mạnh, lập nên những chiến công mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 2 tháng 4 năm 1976, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ra quyết định số 50 thành lập Trung đoàn Thông tin 23, nay là Lữ đoàn Thông tin 23. Qua 43 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đội ngũ cán bộ chiến sĩ lữ đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sự phát triển và trưởng thành của lữ đoàn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Bộ đội Thông tin miền Đông Nam Bộ trong gần nửa thế kỷ qua. Thành lập ngay sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng trên cơ sở các đơn vị tiền thân của Thông tin miền Đông Nam Bộ B2, Lữ đoàn Thông tin 23 luôn đoàn kết một lòng, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn,
chủ động tiếp nhận hệ thống thông tin của chế độ cũ và khai thác mạng thông tin được trang bị mới, bảo đảm thông tin thông suốt, vững chắc, phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ huy chỉ đạo các cuộc hậu quả chiến tranh, cũng như thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Hiện nay, nhiệm vụ của lữ đoàn liên tục có sự phát triển, nhu cầu khai thác sử dụng trang bị khí tài thông tin tăng mạnh. Bên cạnh các khí tài thông tin truyền thống, phần lớn đã qua khai thác sử dụng nhiều năm, lữ đoàn đã tập trung cải tạo và phát triển hệ thống thông tin liên lạc theo hướng số hóa, đưa vào khai thác sử dụng nhiều loại thiết bị thông tin mới hiện đại như hệ thống thông tin vệ tinh VSAT, truyền hình hội nghị, các loại máy vô tuyến điện công nghệ cao với chế độ nhảy tầng tự thích nghi, góp phần xây dựng binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Với lữ đoàn chúng tôi thì coi phát triển hệ thống thông tin liên lạc tiến lên hiện đại thì đồng bộ với phương tiện thì chúng tôi coi trọng con người. Mà con người ở đây trọng tâm vẫn là đội ngũ cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ quân nhân chuyên nghiệp để học và thực hiện nhiệm vụ theo đúng yêu cầu trong cái tình hình mới. Với cái tinh thần đó thì hiện nay lữ đoàn chúng tôi đã mở rất là nhiều các cái lớp tập huấn bồi dưỡng và cán bộ cấp trên sâu sát theo dõi, bám nắm sát với bộ đội, với đơn vị, với phân đội. Xác định cùng với nhiệm vụ hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự, lữ đoàn chú trọng việc tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các nội dung công tác kỹ thuật thông tin của cán bộ nhân viên. Phong trào nghiên cứu khoa học của lữ đoàn phát triển mạnh, hàng năm đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được quân khu đánh giá cao. Thì xuất phát từ cái nhu cầu đặc điểm tình hình của đơn vị thì cái thiết bị 812 này thì chưa được cấp thiết bị điều khiển xa. Đấy thì khi mà thiết bị điều khiển xa thì tôi thiết kế ra thì sẽ áp dụng được vào đơn vị phục vụ cho cái nhiệm vụ là huấn luyện và tham gia diễn tập sẵn sàng chiến đấu, điều khiển xa cái điện đài vô tuyến điện này qua cái đường truyền chiến quang. Thì tôi hy vọng cái thiết bị này được áp dụng vào thực tế và mang lại cái nhiều lợi ích và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, lữ đoàn luôn coi trọng bồi dưỡng xây dựng nguồn nhân lực trẻ, tập trung huấn luyện đồng bộ chuyên sâu theo tình huống tác chiến sát thực tế nhiệm vụ, với mục tiêu giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ khí tài thông tin hiện đại, nâng cao trình độ khai thác, thực hiện huấn luyện thực chất. Sau khi tập huấn thì do đến nay thì tôi đã được sử dụng, đưa trang bị vào sử dụng trong các đợt diễn tập của quân khu và đơn vị. Trong quá trình sử dụng thiết bị, đối với thiết bị có kích thước nhỏ gọn, có thể dễ dàng triển khai trong các địa hình nhỏ hẹp, phức tạp như vùng rừng núi, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm tốt cho thông liên lạc trong thủ trưởng quân khu chỉ huy chỉ đạo của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Với những thành tích đóng góp từ khi thành lập, lữ đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng 1 huân chương chiến công hạng nhì, 5 huân chương chiến công hạng ba, 4 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân được tặng thưởng quân huy chương khách hạng và được nhà nước Campuchia tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất. Được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, lữ đoàn đã vinh dự được đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba. Truyền thống và kinh nghiệm trong 43 năm chiến đấu và xây dựng sẽ là động lực tinh thần to lớn để các thế hệ nối tiếp nhau phát huy nỗ lực sáng tạo, tổ chức duy trì hệ thống thông tin liên lạc hoạt động ổn định, vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, chuyên mục Quốc phòng toàn dân tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng chí và quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.